21. Đến, đến nhà rồi. Còn 5 phút nữa. Hay ngồi thêm lát nữa đi. Được. À mà, lần trước em nói tặng quà hướng dương vì mặt em to nên anh đã chọn một loại quà nhỏ để tặng em. Cái này được không? Mặt nhỏ lắm rồi. Cảm ơn anh. Đây là báo thức à? À, đến giờ rồi. Vậy anh mau quay về đi. Anh bỏ tay ra, em mới xuống xe được. Anh bỏ rồi mà. Là em chưa bỏ ra đấy. Vậy em đi nhé. Đi đi. Em đi đây. Em về nhà đi. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Thank you.
bác sĩ Mễ, Trần Phi Phi đi tìm chú Nhiệm Thiệu, cô ấy đồng ý làm phẫu thuật rồi. Thật sao? Rốt cuộc cô đã nói gì với cô ấy? Tôi đâu nói gì với cô ấy. Có thể cô ấy đã nghĩ thông suốt. Dạo này trông sắc mặt cô tốt lắm. Tặng tôi đồ uống à? Chứ sao nữa, lần trước cô mời tôi nên trả cô đấy. Cảm ơn chủ nhiệm Thiệu. Chủ nhiệm Thiệu, nghiêng sang. Phẫu thuật của Trần Phi Phi có độ khó nhất định, cô và Mễ Kha cùng hỗ trợ nhé. Vâng. Phi Phi, còn vài kiểm tra cần làm để chuẩn bị trước phẫu thuật. Để tôi xem hết cái này được không? Cái này là màn biểu diễn năm đó của chúng tôi. Cô không tìm ra tôi trên màn hình đâu. Tôi chỉ diễn vai phụ nhỏ thôi. Cô nghe kịch Thiệu Hưng bao giờ chưa? Bởi vậy giữa chừng tôi đổi nghề là đúng. Nhịp sống giờ quá nhanh, cứ có thể trở nên thịnh hành đều có thể đem lại cho người ta sự kích thích và giác quan. Kiểu ca kịch địa phương này người hiện đại không ai nghe đâu. Tôi thấy chưa chắc là vậy. Nếu có người cho tôi nghe nó sớm hơn một chút, tôi nghĩ mình sẽ thích đấy. Đi thôi, đi làm kiểm tra. Hôm nay nhiệt độ giảm, buổi tối nhớ mặc thêm quần áo nhé. Bạn trai à? Người đàn ông mà bác sĩ Mễ thích hẳn là rất xuất sắc nhỉ? Trước đây cũng có một người ân cần hỏi han với tôi như thế. Bây giờ anh ta đâu rồi? Đi rồi. Sau khi tôi mắc bệnh, kỳ lạ thật. Người mỗi ngày có thể ôm ấp ở bên cạnh, đột nhiên cô phát hiện ra, quá ra cô chưa từng nhìn rõ bộ mặt của anh ấy. Có khi vận may của cô đến rồi. Để người có bạn trai như tôi cho cô chút số đào hoa nhé. Làm sao để cắt thêm một chút mà không phá hủy dây thần kinh đây? Hoàn toàn không có khả năng. Trong tủy sống là hệ thống dây thần kinh chằng chịt, nhưng u sao bào lại phát triển xâm lấn, không có cách nào để cắt sạch. Đừng nghĩ gì nữa, cứ tuân theo một nguyên tắc. Trong phạm vi cảnh báo thần kinh, cô có thể cắt bao nhiêu, cứ cắt bấy nhiêu. Ngoài ra, Mễ Kha, trước khi phẫu thuật, nhớ đừng nghĩ ngợi lung tung. Chỉ cần nhớ kỹ bốn chữ: cố gắng hết sức. Được. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Giao. Đơn cực. Giao tiền. Kéo di phẫu. Giờ tôi sẽ cắt màng khẩn cấp để tìm vị trí của khối u. Đã tìm thấy khối u. Cây tách bốc di phẫu. Kìm cắt khối u. Tìm được tiêu bản, gửi đi sinh thiết lạnh. Lưỡng cực. Nhíp. Giờ chúng ta vừa làm phẫu thuật vừa đợi kết quả. Alo, có kết quả xét nghiệm rồi, là u sao bào ác tính. Được.
Có kết quả rồi à? Nói cách khác, không thể cắt bỏ hoàn toàn khối u. Tiếp tục đi. Trong khi bảo vệ các chức năng, cắt bỏ nhiều nhất có thể cho cô ấy. Nghiên Sang, giúp tôi theo dõi điện thế gợi cảm giác thân thể. Khi chỉ số giảm xuống dưới 50%, lập tức báo cho tôi biết. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến tủy sống của bệnh nhân và gây ra ảnh hưởng không thể phục hồi. Vâng. Giảm đến 45% rồi, không thể cắt nữa. Chuẩn bị không? Trần Phi Phi tỉnh rồi. Cô ấy thế nào ạ? Cô ấy nhờ tôi đưa lá thư này cho cô. Khi cô ấy đưa thư này cho tôi, cô ấy đã mỉm cười. Khi cô đọc lá thư này, cô phải nghĩ đến nụ cười của cô ấy. Được rồi. Bác sĩ Mễ, khi cô đọc được lá thư này, tôi tin là kết quả phẫu thuật chắc chắn không được như chúng ta mong muốn. Thứ lỗi cho tôi chỉ có thể dùng cách viết thư để nói với cô. Tôi quyết định từ bỏ việc điều trị tiếp theo. Cứ để tôi rời khỏi thế giới một cách xinh đẹp và đoan trang đi. Tôi rất biết ơn vì có thể gặp được cô vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Cô nói tôi hãy chiến đấu với số phận. Phải, nó muốn đày đọa tôi, khiến tôi đau khổ. Nhưng tôi sẽ không như thế. Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm niềm vui trong những ngày còn lại, dù là một tháng hay một ngày. Tôi cũng sẽ khiến nó trở nên đáng giá. Cảm ơn cô, bác sĩ Mễ. Sao thế? Không leo nữa. Mệt rồi. Tôi nói này, mồ hôi chưa đổ mà đã ngừng tập. Cậu là người gọi tôi đến mà. Tôi bảo cậu gọi Tiểu Hà đến tập thể dục cùng nhau. Tôi tập với cậu, đương nhiên tập không nổi. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, người ta thích thúc chân ba. Tức là cậu với thúc chân ba là anh em thân thiết hơn tôi à? Tôi và chân ba cũng là anh em. Chúng tôi cạnh tranh công bằng thì có vấn đề gì chứ? Được. Sau này cậu và Mỹ Khoa, ngoài gửi thiệp mời đám cưới, những chuyện khác đừng hỏi tôi. Cậu đưa phong bì là được rồi. Xem ra chuyện tiến triển rất thuận lợi nhỉ? Cũng được. Vậy chừng nào đến bước tiếp theo? Bước tiếp theo? Bước tiếp theo gì? Đừng hỏi tôi. Cậu muốn ăn đòn lắm rồi nhỉ? Cậu muốn làm gì? Chúng ta có thể nói về chủ đề nào không có thương vong không? Ví dụ bước tiếp theo lúc nãy. Nói xem. Du lịch. Đúng thế. Chỉ khi đi du lịch, cậu mới có cơ hội.
nghĩ cái gì vậy? Ý tôi là chỉ khi đi du lịch, cậu mới có cơ hội hiểu hơn về người ta, xem thử có thể hòa hợp với nhau không. Cậu nghĩ cái gì vậy? Đến một nhà nghỉ trên núi ở gần đây, tránh xa nơi phố thị ồn ào, vừa có thể thanh lọc tâm hồn đột ngột của cậu, vừa có thể cảm nhận cuộc sống tốt biết bao. Vừa hay sắp đến sinh nhật Bể Kha rồi, đúng lúc quá còn gì. Vừa hay tôi biết một nơi rất thích hợp với chuyến du lịch mừng sinh nhật, hè non hè biển, trên đỉnh núi chập trùng, tuyệt vời. Lại đi với bạn gái cũ của cậu à? Không, bạn gái cũ trước đó nữa. Chỗ đó còn có căn hộ trăng mật cơ, đặt một phòng hay hai phòng cậu tự quyết định nhé. Mời mọc chi bằng tình cờ gặp nhau, hay tôi hẹn Tiểu Hạ rồi chúng ta cùng đi nhé. Làm gì vậy? Đừng mơ. Cậu đừng có cầu đứt dán chứ. Mễ Kha, bác sĩ Dịch, qua đây chút. Anh đến tìm chủ nhiệm Thiệu à? Không, tôi có người bạn làm phẫu thuật tim ở bệnh viện, tôi đến thăm anh ấy. Dạo này tôi bận quá, không có thời gian đến gặp mọi người học hỏi. Dạo này bọn tôi không tụ họp. Tại sao ạ? Cô biết công việc của các cô bận rộn thế, rồi còn đưa thêm hình khắc gia. Cô ấy lấy hết thời gian của Thiệu Vũ này, nhờ cậu ấy tư vấn dụng cụ điều trị. Cậu ấy làm gì có thời gian rảnh nữa. Chủ nhiệm Thiệu quan tâm đến chuyện của chị khắc gia vậy ư? Tất nhiên, người yêu cũ mà, phải khác chứ. Không phải chứ, cô không biết quan hệ của họ ư? Tôi không biết. Thế cô tuyệt đối đừng nói là tôi kể nhé. Chuyện của hai người họ, tôi nghĩ hoặc là trước giờ chưa quên được người kia, hoặc là sau khi gặp lại tình cũ lại ùa về. Họ là kiểu thà rằng bức bối đến chết cũng không chịu nói ra. Họ đều chỉ biết ôm suy tư trong lòng. Chúng tôi nhìn vào mà thấy sốt ruột. Tôi chỉ muốn đẩy cậu ấy một cái. Sắp tới có 3 ngày nghỉ, anh cũng được nghỉ phép 5. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Anh Dịch, anh có thể giúp tôi một việc không? Còn có căn hộ trăng mật cơ, đặt một phòng hay hai phòng, cậu tự quyết định nhé. Nếu hai người mà đặt hai phòng ngủ một phòng khách, hình như hơi lãng phí. Dù một phòng ngủ một phòng khách, mình cũng có thể ngủ trên ghế mà. Nhưng nếu đặt một phòng ngủ một phòng khách, liệu cô ấy có hiểu lầm gì mình không? Em đã đặt một căn nhà lớn, anh đừng đặt trùng nhé. Hai người ở căn nhà to như thế làm gì? Vì còn có người đi cùng. Còn nữa, ai vậy? Chủ nhiệm Thiệu. Bác sĩ Mễ, tình trạng bệnh nhân giường số 3 không ổn, cô mau đi xem. Được, đến đây. Chủ nhiệm Thiệu. Có thể đừng cười không? Xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng thực sự quá buồn cười. Chủ nhiệm Thiệu là phụ huynh hay thú cưng của cô ấy? Sao đi đâu cũng dắt anh ta theo? Cậu nói xem, tại sao chúng tôi hẹn hò, cô ấy lại dẫn Thiệu Vũ Hàn theo? Tôi... Ai biết? Cậu hỏi cô ấy đi. Tôi không dám. Hỏi vậy lại thể hiện là tôi hẹp hòi. Cậu cũng đâu rộng lượng gì.
Cậu cũng tự nói đấy mà. Hai người ở bên nhau phải thẳng thắn và chân thành. Cậu không hài lòng với hành động hôm nay của cô ấy chứ? Phải. Cậu nhắn tin nói cho cô ấy đi. Nhắn đi. Sợ à? Nhắn thì nhắn. Sao chưa được sự đồng ý của anh? Em đã quyết định mời người không liên quan. Này này này, tôi vẫn không dám. Thôi vậy. Làm gì vậy? Gửi đi rồi. Cậu gửi đi rồi. Cậu đừng gửi. Tôi. Này, không thu hồi được đâu. Tiêu rồi. Nén đau thương đi. Nào, ăn quả sơn trà cho đỡ sợ. Em mệt không? Đưa anh đi. Con gái khi giận có một vài đặc điểm. Thứ nhất, điềm nhiên như không. Nếu cô ấy lạnh lùng với cậu, khả năng cao là giận rồi. Tối nay em muốn ăn gì? Anh chọn đi, em ăn gì cũng được. Thứ hai, im lặng ghi tờ. Bình thường con gái giận sẽ không nói chuyện, giả câm. Cấp độ cao nhất khi con gái giận còn có một động tác đặc trưng, chính là lúc cô ấy xoay người dùng lưng đối mặt với cậu. Vấn đề nghiêm trọng rồi đấy, chứng tỏ cô ấy từ chối giao tiếp với cậu. Thế tôi nên làm gì? Xin lỗi tôi. Phụ nữ là loài động vật, một khi giận lên không thể nói lý lẽ được. Cậu nhận sai là đúng rồi. À, anh không có ý trách em, chỉ là muốn hỏi tại sao em lại mời chủ nhiệm Thiệu? Giống dĩ là chúng em có thể chợp mắt một lát không? Hơi buồn ngủ. Cô bé ngốc này, lần nào lên xe của mình cũng ngủ. Yên tâm với mình thế sao? Cũng đúng, mình là chú cảnh sát đặc nhiệm của cô ấy mà. Em lại ngủ à? Sao lần nào ở trên xe anh em cũng dễ ngủ vậy nhỉ? Chứng tỏ khi anh ở bên em thấy rất an toàn. Mấy giờ rồi? 10:30. Mệt quá. Làm tận 4 cuộc phẫu thuật. Sao anh không gọi em dậy? Chúng ta đã nói sẽ xem phim mà. Anh thấy xem em ngủ còn thú vị hơn xem phim. Cả buổi chiều em không xem điện thoại. Vẫn chưa xem mà. Không, đừng xem. Không được, nhỡ bỏ lỡ chuyện gì quan trọng thì sao? Không.
Sao chưa được anh đồng ý? Em đã quyết mời người không liên quan. Ý của anh không phải thế. Anh chỉ muốn hỏi thôi. Không có trách móc gì cả. Em xin lỗi. Em không nên tự ý quyết định để nhiều người cùng đi chơi như vậy. Yêu đương là chuyện của hai người. Em nên bàn bạc trước với anh. Em nói vậy, anh không giận chứ? Không giận. Nhưng lần này quả thực có một lý do đặc biệt mà chủ nhiệm Thiệu phải đi cùng chúng ta. Tại sao? Một nửa là gì anh? Anh Điều Vũ Hàng là bạn trai cũ của chị anh. Anh xem, anh cũng không biết luôn. Anh biết chị ấy đã có một cuộc tình. Nhưng thảo nào anh thắc mắc, sao chị ấy không tìm người yêu? Cha là vẫn nghĩ về chủ nhiệm Thiệu. Em nghe ra ý của bác sĩ Dịch Yên là trong tim họ luôn có nhau. Bỏ thì thương mà dưng thì tội. Có phải rất đáng tiếc không? Làm sao đây? Em và chủ nhiệm Thiệu vài ngày tới sẽ nghỉ cùng ngày. Em tính hẹn chủ nhiệm Thiệu ra, sau đó anh dụ chị anh ra. Chị anh sẽ lột da anh mất. Sợ gì chứ? Em khâu lại giúp anh. Cảm ơn nhé. Em cũng sẽ gọi thêm Tiểu Hạ. Đó, nhiều người như vậy sẽ không quá ngượng ngùng. Như một sự trùng hợp thôi. Thế nào? Được rồi, anh sẽ hy sinh một lần. Anh hy sinh cái gì? Em lấy lòng chị gái anh như vậy là để sau này gả vào nhà anh sẽ không bị bắt nạt à? Anh định bắt nạt em thế nào? Không phải anh bắt nạt em, chị anh bắt nạt em. Anh có thể bắt nạt em à? Thế chị anh bắt nạt em, anh sẽ không giúp em ư? Đây là vấn đề sao? Trả lời em đi. Không, trả lời em. Nghĩ cái gì đấy? Đưa em. Bốc ra. Phóng viên Hạ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Video đi cứu viện lần trước đã được biên tập xong. Tôi mang đến cho sếp Hách xem. Vất vả rồi. Chúng ta không cần nói chuyện khách sáo vậy. Dạo này hẹn anh đều không đi. Công việc bận lắm mà. Khá bận. Nhưng tôi thấy anh đang cố tình tránh tôi. Tôi đâu có. À, cuối tuần là sinh nhật Mễ Kha. Tình Khắc Lũy hẹn chúng tôi với Mễ Kha cùng đến khu nghỉ dưỡng trên núi. Anh đi không? Tuần này tôi đã hỏi Hình Khắc Lũy. Anh ấy nói anh không có việc gì quan trọng. Nếu anh không đi, tức là anh đang cố tình tránh né tôi. Tại sao tôi phải tránh né cô? Đúng vậy, tại sao anh phải cố ý tránh né tôi chứ? Chẳng lẽ anh có cảm giác khác với tôi nên mới sợ gặp tôi như vậy? Tôi không có. Không có thì anh đi đi. Anh nhớ đấy, cuối tuần tôi đến đón anh. Nếu anh không đi, tôi sẽ hiểu lầm là anh có ý gì khác với tôi đấy. Một, hai, ba, bốn. Tiểu Hạ. Đến rồi à? Lên xe đi. Làm gì đó? Dây an toàn. Cảm ơn. Cho anh đấy. Thứ gì vậy? Mở ra xem đi.
Lần này không bỏ nhiều muối. Anh nếm thử đi. Cô bị dị ứng với trứng gà mà. Anh vẫn nhớ à? Không sao, không cần lo. Tôi chỉ chấm một ít trên đầu lưỡi thôi. Mẹ anh dạy tôi làm đấy. Mẹ tôi lại gọi điện cho cô à? Bà ấy lại nói gì vậy? Nói nhiều lắm. Sau này sẽ từ từ nói cho anh nghe. Cảm ơn nhé. Sao anh thuyết phục được chị cắt dao ra ngoài chơi cùng chúng ta thế? Anh nói với chị ấy, em cứ đòi lấy anh, định cầu hôn anh, nên chị ấy đồng ý rồi. Sao anh lại biết tự tin bốc mình như vậy? Không biết xấu hổ. Anh chỉ không biết xấu hổ với em thôi. Cười, cười cái gì vậy? Vậy mà anh cũng nói được. Nghe nói hôm nay là sinh nhật ai đó. Sinh nhật vui vẻ nhé. Đừng nói tôi không có tình nghĩa. Nói nhỏ cho cậu biết, đội trưởng Hình có nhờ tôi nhận giúp kiện hàng lớn trị giá mấy nghìn tệ, đoán là cống nạp cho cậu đấy. Chuyến du lịch lãng mạn của cậu chắc chắn sẽ có điều bất ngờ. Chú ý kiểm tra và nhận nhé. Gì thế? Em sẽ không cầu hôn anh thật chứ? Đến rồi, Tiểu Hạ. Để tôi. Mình đổ xe ở đây, đi xe cậu nhé. Được. Đây là sao? Sao lại quyết định thế này? Chẳng phải đáng lẽ rất khó xử sao? Không kể với cậu, không kể với cậu đâu. Hôm nay mượn cớ sinh nhật mình để tổ chức đại hội hẹn hò. Đổi ý rồi à? Cậu đang nói gì thế? Cậu biết tôi nói gì mà. Xem nụ cười của cậu kìa. Tôi cười gì chứ? Cậu đắc ý cái gì chứ? Cái cậu này. Đi thôi, lên xe. Anh ngồi đây à? Cô ngồi đi. Anh lại ở đây. Dịch Kiên nói đã đặt một căn nhà nghỉ dưỡng trên núi, kêu anh cùng đến thư giãn. Nhưng vừa gọi điện lại nói bị viêm ruột không đến được. Em thì sao? Sao em lại đến đây? Đến nghỉ dưỡng. Nghỉ dưỡng? Em ở đâu? Ở đây. Còn anh? Dịch Kiên bảo vào cổng chính, nhìn thẳng là thấy căn đó. Đám của em trai em tới rồi. Bọn họ bảo em đến à? Trùng hợp thế. Chủ nhiệm Thiệu, anh, sao anh lại ở đây? Dịch Kiên bảo tôi đến. Thế bác sĩ Dịch đâu? Cô không biết sao? Tôi không biết. Cậu ấy không khỏe. Anh ấy không khỏe à? À, đáng lẽ ra bác sĩ Dịch sẽ đi nghỉ dưỡng cùng bọn em, rồi còn thuê một căn nhà nghỉ dưỡng. Em thân với Dịch Kiên vậy à? Mời đến mừng sinh nhật luôn. Không ạ, hôm đó anh ấy nghe thấy nên mới bảo cùng đi chơi. Càng đông càng vui mà. Chỉ là trùng hợp thôi. Hình phát lụy, đừng dỗ chị. Sao lại trùng hợp vậy? Đều tại duyên phận nhỉ? Đúng, duyên phận. Duyên phận. Tóc hai người cũng giống nhau. Đấy là duyên phận. Chúng ta đi lấy hành lý.
Hai người vào trong trước. Không sao, giờ mọi người chút. Cũng được đấy chứ, vừa to vừa rộng rãi sáng sủa. Anh nhìn kìa, đẹp quá. Đúng vậy, có thể câu cá đấy. Tổng cộng có 4 phòng, tôi và Giang Ba một phòng, Mẹ Kha và Tiểu Hạ một phòng. Mình cầm nhé. Hai người mỗi người một. Thì sao cũng được. Được, cảm ơn. Sao cũng được. Buổi chiều hoạt động tự do, buổi tối em sẽ nấu cơm cho mọi người ăn, được không chị? Được, ở nhà chưa thấy em nấu bao giờ. À, ở đây có nhiều thứ để chơi lắm. Có thể đi xe đạp đi. Có một trang trại trồng rau, mấy cái giường trồng rau gì gì đó. Mọi người có thể đi dạo xem mà. Được, mình về phòng cất đồ trước. Tôi cầm giúp cô nhé. Hai người bốn chân. Anh thấy em và em trai em cũng khá có duyên đấy. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Mẹ Giang Ba. Alo, cô ạ. Thế nào, hẹn được chưa? Cô nói mà, đứa con ngốc của bác, nó khờ khạo lắm, phải đánh nó mạnh vào, nó mới phản ứng. Nó thích cháu không? Nhìn vào ánh mắt là biết ngay. Lừa được ai chứ? Con gái à, cháu nhớ kỹ, từ nhỏ nó đã thích chạy khắp núi đồi ở trong làng cô. Cháu phải biết lựa cơm gấp mắm, ép nó đầu hàng. Dân, cháu biết rồi ạ. Cô thực sự rất thích cháu. Cô chọn cháu rồi đấy. Chỉ chờ cháu đổi xưng hô thôi. Cháu biết rồi ạ. Cháu chào cô. Thu dọn xong rồi à? Tiểu Hạ, cậu giày cao gót tím đâu? Mình chuẩn bị đi leo núi, không khí bên đó cũng tốt lắm. Leo núi à? Trời nắng thế này, cậu sợ nhất bị phơi nắng mà. Mình không sợ, mình thích nhất lên núi đi dạo. Thế cậu cần một người đi theo với cậu không? Anh đi không? Được, tôi về phòng lấy đồ. Tôi đợi anh ở đây nhé. Được. Được đó, chuyển bại thành thắng. Sao rồi? Có phải mệt lắm không? Không, tôi hay đi leo núi lắm. Khi leo núi, quan trọng nhất là giày. Giày của cô hơi cứng, đi dạo không thoải mái lắm. Tốt nhất là đi loại giày leo núi. Khi đi bộ, chân sẽ thoải mái hơn. Đôi giày của tôi rất tốt mà. Giày của cô. Anh nhanh lên đi. Giày anh đâu có vấn đề gì. Đi. Em đừng nói với chị, có chuyện trùng hợp vậy. Thì trùng hợp thế đó. Em rảnh quá hả? Làm trò dễ dẫn gì thế? Đến tuổi xế chiều rồi, tìm bạn đồng hành không? Dù gì cũng chẳng sao. Thử đi. Ai đến tuổi xế chiều? Mễ Kha. Chủ nhiệm Thiệu. Chúng ta đi mua ít đồ ăn đi.
Mua nữa không? Nhiều rồi, nhiều đồ ăn rồi mà. Em hơi có thứ em muốn ăn, nhưng anh không mua. Ừ vậy. Ừ cái gì chứ? Quên mua bào ngư rồi. Trả lời tôi nhé, viêm dạ dày ruột sao rồi? Gửi cho Dịch Yên. Nhiều đồ thế này, để anh phụ em làm. Đúng rồi, để đây đi. Được. Vì nãy anh nói gì? Mua bào ngư. Nhưng rồi chỉ có thể làm món Phật trèo tường thôi. Trời ơi, quá lộ liễu phải không? Lộ liễu, nhưng nên tạo cơ hội cho họ mà. Hai đứa mình đi đâu đây? Chụp ảnh. Anh mang điện thoại không? Không. Thế anh lái xe, đưa em đi hóng gió đi. Chìa khóa xe cũng không mang. Sao hai đứa mình lại khổ thế này? Vậy đi dạo thôi.